nghĩa của nó, cho nên không đối được. Và anh vang vang trong không như vậy, và vang đến tai của một vị thiền sư này. Và vị thiền sư này bằng tâm thanh tịnh của một người giác ngộ, vị thiền sư này phát ngôn lại một câu ngay trong đêm trăng đó. Thiền sư chỉ tay lên mặt trăng và nói rằng: Nguyệt tại thiên không, chiếu nhân gian vạn cổ trường tồn. Một cái câu đối rất là khích khao như vậy, là trăng ở trên trời, chiếu soi cả cuộc đời này, vạn kiếp về sau cũng vẫn còn mãi. Nó đối lại với cái câu là hỏa tại thạch trung, là lửa ở trong đá, chìm ở dưới nước, ngàn năm không mất được. Thiền sư đối lại cái câu trăng ở trên trời, chiếu soi tất cả cõi nhân gian, vạn cổ là muôn kiếp sau, cũng không có bao giờ, vẫn còn mãi hoài. Hai cái câu đối rất là chính xác. Sau cái câu đó rồi, từ đó đến sau, không bao giờ người ta nghe hồn ma còn kêu giảng một cái câu như vậy trong cái xóm đó nữa, và mọi người trở lại thanh bình. Như vậy qua cái này các vị hiểu cái điều gì từ hai câu đó? Các vị hiểu cái điều này rất là quan trọng. Khi Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh ở trong lòng, các vị không bao giờ tin được, các vị không có hiểu được. Nhưng mà các vị nhớ rằng Đức Phật từng nói Phật tánh trong lòng các vị, dầu các vị có đọa địa ngục, các vị có lên thiên cung, các vị có làm súc sinh, tất cả mọi cái hình thái là do nghiệp cảm các vị tự tạo, và nó có những cái chuyển biến khác nhau. Nhưng Phật tánh trong lòng các vị không bao giờ đổi thay với bất cứ một hoàn cảnh nào. Dầu là các vị đọa trong địa ngục thọ nhiều đau khổ, các vị đọa làm súc sinh để giai trả những nghiệp báo của mình đã từng gieo, các vị sống trong một cõi người giàu sang sung sướng, tu hành hết đời, hay là các vị sanh vào cõi chư thiên là một chúng sinh cõi trời, tất cả điều này Phật tánh không hơn không kém, không lớn không nhỏ. Khi nào các vị giác ngộ, các vị thành Phật. Điều này trong thiền học rất là căn bản. Cho nên các vị có đầu sinh vào tất cả mọi loài khác nhau, nhưng ý niệm giác ngộ này vẫn tồn tại. Duyên học đạo các vị lúc nào có, các vị sẽ tự giác ngộ. Các vị là một súc sinh, nếu nghe được lời Phật dạy vẫn được giác ngộ. Và trong kinh Pháp Hoa đã có cái phẩm là Long nữ thành Phật, có nhớ không? Là một loài chúng sinh, là một rồng cái, nhưng mà khi cái loài rồng này hiểu được lời Phật nói, có tu là sẽ giác ngộ. Và điều này các vị học trong Bồ Tát giới, các vị thấy rất rõ. Nếu một chúng sinh nào, giàu là một loài quỷ, loài trời, loài súc sinh, loài địa ngục, loài người, bất cứ loài nào nghe được lời giảng của ta, người đó được quyền thọ Bồ Tát giới, chứ không phải là chỉ có loài người. Cho nên ở đó thừa nhận rằng tánh Phật trong lòng không bao giờ thay đổi, giống như lửa ở trong đá có chìm xuống nước 1000 năm, lửa này không mất. Cũng giống như trăng sáng ở trên không, muôn ngàn năm vẫn sáng. Khi nó không sáng là do mây che, phải không? Mây che không có nghĩa là trăng không sáng. Các vị hiểu điều này không? Mây che là chúng ta thấy tối, với nhiên là tại mây che, chứ trăng thì sao? Trăng vẫn sáng, nhưng mà tại vì mây che, các phải không? Như vậy cái cục đá nằm trong nước, tạm thời chúng ta chưa sử dụng, chúng ta không thấy được ánh lửa nó, nhưng mà dầu nó chìm 1000 năm, chúng ta đem lên chúng ta xẹt nó vẫn có lửa như thường. Vậy thì cái đó với một ý niệm rất cao là các vị giàu có những hình thái khác nhau về cuộc đời này, và sau này các vị thiếu tu tập, các vị có thể tái sanh vào những nẻo đường khác nhau của cuộc đời, nhưng các vị không bao giờ đổi thay về tánh Phật này. Và không có nghĩa là các vị đạo Phật các vị mới có tánh Phật, còn người Thiên Chúa là có tánh Chúa, không phải như vậy. Tánh Phật nó mang cái nghĩa quan trọng, cái chữ Phật này là cái tuệ giác ở trong lòng mỗi người. Cho nên các vị thấy những mục sư, những linh mục khi mà họ hiểu được Phật giáo, họ trở thành một vị tu sĩ. Nếu họ không có tánh Phật, làm sao họ trở thành tu sĩ và làm sao họ giác ngộ? Các vị biết ông Phạm Công Thiện là ai không? Phạm Công Thiện ngày xưa là một vị cha ở Nha Trang, nhưng mà sau khi nghe được một cái câu kệ trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Từ Lục Tổ Huệ Năng, mà ông bỏ tất cả cái vai trò của một người làm cha bên nhà thờ tại Nha Trang, ông đi vô tu. Như vậy thì nếu cái tánh Phật này chỉ có nằm trong người Phật tử thì tại sao những người khác lại có? Như vậy tuệ giác nói dễ hiểu hơn. Tánh Phật là mình nói bằng thuật ngữ Phật giáo, nhưng mà cái nghĩa chính của nó là một tuệ giác, là cái hiểu biết tột cùng của con người. Nói cái gì các vị dễ hiểu? Tức là một cái trí tuệ tuyệt vời, cái nằm ở trong tiềm ẩn,
Nó như là một năng lực của một thần đồng, nó là một năng lực của một siêu nhân. Tất cả mọi người chúng ta đều có năng lực của siêu nhân và có năng lực của thần đồng cả. Nhưng mà quá chăng thì tại sao? Tại chúng ta chưa khai thác được những gì có trong con người của mình. Các vị đừng nghĩ các vị là bình thường nha. Mỗi con người ở đây là siêu nhân, là phi thường hết trơn hết. Cái đó là sự thật. Nếu các vị biết khai thác từ trong nội tâm của mình, các vị sẽ có tất cả những cái đó. Trong lòng các vị đầy đủ. Nhưng quá chăng là các vị không có khai thác. Các vị bị che đậy bởi mình nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Và các vị có một cái nghĩ là rất là gần gũi với cuộc đời này. Nhưng các vị mạo hiểm, các vị suy tư một cái điều gì đó, thì các vị có khả năng đạt tới. Các vị đừng thấy những người siêu phàm, các vị nghĩ chỉ có họ làm được. Họ muốn làm được điều này, họ là người như các vị vậy đó. Nhưng mà họ luyện tập qua quá trình dài, họ sẽ được điều đó. Và tất cả chúng ta nếu đã từng luyện tập điều đó, các vị ước mơ điều gì, các vị luyện thành điều đó. Như vậy tự thân của các vị đầy đủ tất cả những yếu tố của một thiên tài, của một siêu nhân, của một thần đồng, của một cái gì đó. Nhưng mà quan trọng nhất là các vị phải khai thác đúng mức của nó và đúng phương pháp đó. Tự thân các vị là một thiên tài. Bởi vì người ta nói là một đời người chúng ta chỉ sử dụng có khoảng 1% cái tế bào não của mình thôi. Một đời người mà tư duy như vậy đó mà chỉ được có 1%, còn lại 99% như vậy là lãng phí. Như vậy họ nói là những người bác học, những nhà khoa học, những người tu tập, những nhà giác ngộ, tất cả những người này nó mới đi triệt để và khai thác nhiều trong lĩnh vực của đó, của cái hệ thống thần kinh của mình, là để tiêu thụ những cái tế bào não của mình. Giống như cái vi tính vậy đó. Thật sự cái vi tính computer đó, các vị nhìn computer, các vị chỉ biết một cái phần rất nhỏ trong cái computer thôi. Nhiều khi mua cái computer cho có cả ngàn đô đem về, nhưng mà xài được cái gì trong đó? Đem chơi game chứ làm gì. Trong khi ở nó là cả một hệ thống vô cùng vĩ đại ở trong đó. Hàng trăm nhà bác học đã chế tạo ra những phần mềm ở trong đó, mà chúng ta không bao giờ, chúng ta không học đâu biết. Nhưng mà nếu chúng ta là người tham cứu để học, để tìm tòi lãnh vực đó, chúng ta sẽ khám phá ra computer là một cái gì rất là hay, rất là tuyệt vời, phải không? Như vậy còn nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta chỉ mua máy về để lên internet, rồi mua máy về chơi game, mua máy về để lưu trữ, mua máy về coi phim, rồi chơi một chút vậy thôi. Chúng ta chỉ xài có được 1/1000000, 1/1000000 gì trong cái chức năng của máy computer thôi, có phải không? Thì con người của chúng ta đó cũng vậy. Tất cả các vị không có một thiên hướng về siêu, cao siêu. Không có một ý niệm để quyết lòng giải tỏa tất cả những cái sự ràng buộc theo cái sự mà thông thường của cuộc đời. Các vị chỉ là những người đi làm để kiếm tiền, để nuôi bản thân mình, để trải qua một cuộc đời đắp đổi. Thì thật sự các vị chỉ xài được một phần máy computer, giống như là chức năng của nó mà chúng ta xài không hết. Và chức năng của con người mình là một computer. Các vị xài không bao giờ hết được cái năng lượng quan trọng của trong đời mình, mà mình chỉ xài những cái rất là nhỏ nhoi và vặt vãnh. Cuối cùng các vị chết đi trong một cuộc đời, các vị sẽ bỏ đi một bộ não của mình, hoàn toàn là một phần trống, 99% chưa tiêu thụ. Sự thật các vị. Cho nên khi mà người ta đo được những cái bộ đầu của những nhà bác học đó, hay là những cái người mà thiên tài đó, người ta mới thấy được rằng người đó mới tận dụng được bao nhiêu cái phần của tế bào não mình. Và chỉ những người mà giác ngộ tuyệt đối như Đức Phật hay là các cái vị thánh nhân khác, thì hệ thống bộ não người ta mới giải phóng hoàn toàn, người ta mới giác ngộ. Và như vậy đó là trở thành những con người vĩ đại trên cuộc đời này. Các vị chỉ cần bỏ thêm, ví dụ các vị có xài 1%, các vị chỉ cần cố gắng thêm 1% của tế bào não mình chịu tiêu hao nữa thôi, bằng sự cố gắng học vấn hay luyện tập gì đó. Các vị chỉ cần thêm 1%, các vị sẽ vượt trội hơn những người bạn đồng thời của các vị liền. Nhưng mà các vị không bao giờ nghĩ điều đó. Nó đặc biệt trong con người các vị có đầy đủ mà các vị không nghĩ điều đó. Cho nên đó là ý nghĩa của vầng trăng, ý nghĩa của lửa, ý nghĩa của tất cả mọi cái điều gọi là chân lý, là giác ngộ, là cái gì mà trong một ý niệm nhỏ trong bài hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ các vị. Vậy thì cái bài hôm nay chúng ta dừng tại đây, kết thúc tại đây. Kính chúc các vị. Kính chúc các vị có một tràng vỗ tay. Rồi. Bây giờ trong cái bài nói chuyện này, các vị ở đây chúng ta có cái thưa chuyện gì, trao đổi gì trong vấn đề học tu, hay là những cái vấn đề gì cần chia sẻ không? Dạ, mời cô. Con có một thắc mắc như thế này, là Phật tử chúng con
thì thường thường trong giáo